Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Trang Văn Hóa. Thưa quý vị, lễ cưới là thời điểm xác lập quan hệ vợ chồng giữa đôi nam nữ trước sự chứng kiến của họ hàng và bạn bè. Ngày cưới luôn là ngày thiêng liêng nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Tuy vậy, ở mỗi giai đoạn, đám cưới lại có những thay đổi để phù hợp với thời cuộc. Chuyên mục Trang Văn Hóa ngày hôm nay sẽ phản ánh về sự thay đổi của đám cưới Việt trong 3 giai đoạn, thời kỳ phong kiến, thời kỳ bao cấp và đám cưới thời nay. Quan niệm hôn nhân thời phong kiến là phải nhắc đến tam cương ngũ thường, tức là con cái còn cha mẹ thì phải phụ thuộc. Việc hôn nhân của con cái do cha mẹ quyết định theo kiểu đặt đâu ngồi đấy. Người xưa quan niệm mục đích hôn nhân cốt là để duy trì gia thống, cho nên hôn nhân là việc chung của gia tộc chứ không phải việc của riêng con cái. Cho nên hai người nên vợ nên chồng, không nhất thiết phải yêu nhau. Dù được sản xuất năm 1974, nhưng Đến Hẹn Lại Lên vẫn được coi là một tác phẩm điện ảnh khắc họa chân thật, gần gũi về cuộc sống của một vùng quê quan họ trước cách mạng tháng 8. Chuyện cô Nết trong phim bị ép gà cho nhân vật An không chỉ là câu chuyện của phim mà còn là câu chuyện phổ biến của hôn nhân thời phong kiến. Ở đó, người phụ nữ thường nói riêng và con cái nói chung có thể không được tự quyết định hôn nhân của mình. Vì vậy mà nhiều cuộc hôn nhân thời đó không có tình yêu. Tuy là cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng những nghi lễ cưới hỏi thời phong kiến lại được thực hiện bài bản, chặt chẽ. Bởi vì cái quan niệm hôn nhân lúc bấy giờ ấy, là hôn nhân sắp đặt. Cho nên là các cái cha mẹ thì sắp đặt cái việc hôn nhân cho con cái. Đấy, và các cái nghi lễ thì do hai gia đình là thì thỏa thuận với nhau. Ví dụ như là ngày xưa đám cưới thì phải qua các cái bước rất là chặt chẽ. Ví dụ như là nếu một đôi trai gái hoặc hai bên bố mẹ ấy mà mai mối ấy, cho con cái thì bao giờ phải có cái lễ vấn danh, thế rồi là lễ dặn ngõ, sau đó rồi lễ ăn hỏi rồi đến lễ cưới. Chỉ riêng lễ cưới thì nó phải có hai cái lễ kèm theo nữa là lễ xin cưới. Thế rồi cưới, rồi là lại mặt, đấy, nó là như thế. Thế và các nghi lễ đấy, ngày xưa thì các cụ như vậy là thực hành rất là chặt chẽ, hầu như không có bỏ nghi lễ nào cả. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Dương, nghi thức hôn nhân thời phong kiến còn có một đặc điểm nổi bật, đó là tục thách cưới. Và bà mối là người có vai trò rất quan trọng trong tục này. Chuyện cưới hỏi ấy là cái việc lớn trong đời, nhưng mà nó là do cái sự sắp đặt, hôn nhân sắp đặt của các cái cha mẹ chứ không phải là cái sự lựa chọn của con cái. Đấy thì và chính vì vậy các nghi lễ là giữa hai bên gia đình. Đấy, chứ không phải là có sự con cái không được tham gia vào cái quá trình ấy. Đấy, đúng không? Mà hai bên gia đình tự thỏa thuận với nhau. Cho nên ngày xưa những ăn hỏi về lễ cưới ấy, là một cuộc gọi là một cuộc thỏa thuận đấu trí với nhau ấy. Giữa hai bên, đấy, nào là ông gia đình nhà gái phải đòi bao nhiêu gà, bao nhiêu chè, bao nhiêu gạo, bao nhiêu lễ mặn, đấy là loại thế. Thế và họ phải qua người mai mối để thương thuyết. Đấy, thì cái thời kỳ đó nó tính do tính chất của hôn nhân, tính chất xã hội là như thế. Cách mạng tháng 8 thành công, những cuộc hôn nhân sắp đặt, cưỡng ép của thời phong kiến vẫn có thể có, nhưng không còn là phổ biến. Cả đất nước bước vào giai đoạn mới với nền kinh tế bao cấp. Các nghi thức cưới hỏi ít nhiều cũng đã thay đổi. Thời bao cấp cách đây 30 năm, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên đến chuyện tình yêu lấy vợ lấy chồng cũng cơ cực không kém. Hầu hết những đám cưới của cán bộ nhà nước đều được tổ chức ở hội trường của các cơ quan xí nghiệp. Khó khăn là vậy, nhưng tình yêu và hạnh phúc của những cặp đôi là sự thực, khác rất xa so với thời phong kiến trước đó. Mà tôi thì làm công tác ở Tổng cục Du lịch, nhưng mà trực tiếp là ở khách sạn Metropole. Khi đám cưới thì ông chủ nhiệm khách sạn là gọi là ông Nguyễn Thế Huynh. Ông ấy là ông bố nuôi của tôi. Thế là ông cũng có một cái, thực ra mà nói cũng có ưu tiên. Ưu tiên là thôi cho con gái nuôi cưới ở đây. Và duy nhất cũng chỉ có một đám cưới của tôi ở khách sạn
Metropole ngày xưa thôi. Chứ bây giờ thì, bây giờ có tiền thì vào được, ngày xưa có tiền cũng không vào được. Được cưới ở khách sạn như bà Huỳnh là một điều vô cùng xa xỉ với các cô gái thời bao cấp. Và điều đó cũng rất hiếm khi xảy ra. Hầu hết các đám cưới của cán bộ nhà nước đều được tổ chức ở hội trường của các cơ quan, xí nghiệp hoặc ở nhà riêng. Là thời kỳ bao cấp ấy, thì tính chất xã hội nó khác. Đấy, bắt đầu là chúng ta, đất nước ta xây dựng cái đời sống mới, nếp sống mới. Đấy thì những cái nghi lễ rườm rà mà lúc bây giờ gọi là hủ tục ấy, phong kiến ấy, thì bị loại bỏ đi. Thế và cũng hơn nữa là cái thời kỳ chiến tranh nó cũng điều kiện kinh tế nó cũng khó khăn. Thế rồi thời kỳ bao cấp nó cũng khó khăn, cho nên là người ta cũng không có điều kiện để bày vẽ ra các nghi lễ. Đấy, cộng với lại cái quan điểm của Đảng nhà nước về thực hành cái đời sống mới, cho nên là các đôi trai gái ấy thì nó được yêu nhau tự do và được lựa chọn cái cưới của mình. Thế và lúc bây giờ thì chính quyền đoàn thể, đây là chủ trương của nhà nước ấy, chính quyền đoàn thể tham gia vào cái quá trình hôn lễ của các cái đôi trai gái. Sau khi đăng ký tại tiểu khu, các cặp vợ chồng sẽ được cấp giấy giới thiệu. Ở Hà Nội, người ta sẽ ra Bách Hóa Tràng Tiền để mua chăn màn. Chiếu thì mua ở phố Bạch Đằng. Nhưng gian nan nhất lại là thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm. Bố mẹ của cả hai bên, thậm chí là anh chị em của cô dâu và chú rể phải chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Tính kế hoạch và nhìn xa trông rộng là đặc điểm của các đám cưới trong giai đoạn này. Quá trình tiết kiệm cả của hai người trong khi còn đang yêu, làm lương thì có được bao nhiêu, lúc bấy giờ lương có 30 mấy đồng thôi. Thế mà ăn đâu còn đâu phải tiết kiệm, không dồn dập cho đến cái ngày đám cưới thì cũng hai bên bố mẹ, tứ thân phụ mẫu là cũng giúp đỡ thêm. Chứ còn nếu mà thực tế mà chúng tôi mà đứng lên lo một cái đám cưới chắc hẳn không được, mà phải có song thân hai họ. Cũng giống như mọi thanh niên thời đó, công việc của cơ quan, của tập thể là trên hết. Những khẩu hiệu như thế này là một phần lẽ sống của lớp lớp thanh niên. Công tác tại ngành du lịch nhưng lại là thành viên của câu lạc bộ mô tô quốc phòng Hà Nội. Vì vậy mà ngay sau đám cưới, bà Huỳnh lại lên đường đi biểu diễn. Cưới xong một cái thì tôi đi biểu diễn 7 tỉnh. Thế trong khi đi biểu diễn như thế thì phải nói rằng là mới cưới xong thì thường thường là người ta hay có tuần trăng mật. Nhưng thời bao cấp của chúng tôi không có tuần trăng mật. Và chúng tôi cũng đi biểu diễn luôn. Bởi vì là chồng tôi cũng rất thoải mái và cũng động viên cho chúng tôi đi biểu diễn. Đám cưới có khác nhau, nhưng tình yêu của thời nào cũng vậy. Cuộc sống đơn sơ ngày ấy càng làm cho những hạnh phúc của các cuộc hôn nhân nổi bật giữa phố phường. Như những mảng màu đẹp đẽ và giản dị, hạnh phúc của đám cưới thời bao cấp đã vẽ lên bức tranh thật đẹp về cuộc sống của một thời kỳ đáng nhớ. Thời nay do điều kiện kinh tế tốt hơn nên quy mô của các đám cưới nhìn chung lớn hơn ngày trước. Đám cưới ngày nay cũng có sự khác biệt lớn ở các vùng thành thị và vùng nông thôn và giữa các vùng thành thị với nhau. Chỉ cần lướt mạng thôi thì quý vị sẽ thấy không thiếu các đám cưới triệu đô. Nếu để so sánh đám cưới thời nay với đám cưới thời bao cấp thì thực sự đó là sự khác biệt rất lớn, mặc dù đều mang ý nghĩa là gắn kết đôi trai gái thành vợ chồng. Một đặc điểm nổi bật của đám cưới thời nay là sự sang trọng cầu kỳ. Chú rể cô dâu sẵn sàng dành nhiều thời gian và tiền bạc cho ngày lễ trọng đại của đời mình, từ chụp ảnh, chuẩn bị lễ cưới, tuần trăng mật. Điểm này rất khác so với đám cưới thời trước và đặc biệt khác với đám cưới thời bao cấp khi mọi thứ đều thiếu thốn. Chúng ta thấy rằng là thứ nhất là điều kiện xã hội nó phát triển rồi, đúng không? Kinh tế chúng ta cũng khá hơn. Thế rồi là người Việt Nam phải tiếp cận với lại văn minh phương Tây nhiều hơn. Cho nghi lễ bây giờ nó cũng có những thay đổi.
họ có điều kiện để phục hồi lại những cái nghi thức đẹp đấy, chứ không phải là bỏ hết. Ngay cả bây giờ những nghi lễ cưới là truyền thống, người ta vẫn phục hồi đấy, nhưng là phục hồi những cái nghi thức đẹp đấy, và loại bỏ những cái rườm rà mà không ý nghĩa đi. Trải qua rất nhiều giai đoạn, lễ cưới truyền thống Việt Nam cũng đã được hiện đại hóa do chịu ảnh hưởng nhiều của phương Tây. Ngày nay, các nghi lễ cưới xin đã được cắt giảm dần, hầu như chỉ còn hai nghi lễ chính là lễ ăn hỏi và lễ cưới. Thậm chí có nhiều đôi bạn trẻ tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới trong cùng một ngày do nhiều hoàn cảnh khác nhau. Các nghi lễ ví dụ như là đặc biệt nó khác này, bây giờ thì trai gái nó yêu nhau là tự do. Nó có quyền, nó lựa chọn cái người kết hôn của nó. Thế và gia đình thì chỉ có là đồng thuận thôi. Thế bây giờ nói là con cái đặt đâu bố mẹ ngồi đấy. Thế thì hai bên gia đình thì họ thống nhất với nhau ở các nghi lễ. Ví dụ ăn lễ vấn danh, để lễ dạm gọi là lễ dạm ngõ, rồi lễ ăn hỏi, rồi lễ cưới, rồi lễ lại mặt. Thế nhưng mà thực ra trong các nghi lễ đấy người ta cũng gom lại, giản tiện lại. Ví dụ trong một cái lễ cưới bây giờ người ta làm luôn cả cái lễ xin cưới, thậm chí là người ta làm luôn cả cái lễ lại mặt sau đó. Đấy thì để cho nó giản tiện đi. Thứ hai nó không còn thách cưới nữa, hầu như là không còn thách cưới nữa. Đấy là những cái nó thay đổi. Thế thì cái sự thay đổi này thì là tất yếu thôi, chúng tôi cho rằng là tất yếu thôi. Nhưng mà ở đây ấy, chúng ta vẫn thấy cái mạch nguồn của truyền thống nó không mất đi đấy, mà nó thích ứng với các cái điều kiện xã hội hiện đại đấy, để cho nên chúng ta vẫn thấy rằng là bây giờ các anh các chị đi đám cưới thời hiện đại, các anh chị vẫn thấy rằng là những cái nghi lễ truyền thống hầu như là chúng ta vẫn thấy là nó hiện diện chứ không mất đi, nhưng mà đi sâu ở bên trong người ta thấy nó có những cái biến đổi theo cái xu hướng là nó giản tiện đi để cho nó phù hợp với lại cái xã hội công nghiệp, phù hợp với nhịp sống, và để nó cho con người ta có thể là chấp nhận được. Với người Việt, lễ cưới có giá trị cao hơn cả giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Đứng về phía pháp luật, chỉ cần đôi nam nữ có giấy đăng ký kết hôn là được pháp luật bảo vệ. Thế nhưng, quan niệm chung của tất cả các cặp đôi vẫn là kết hôn phải được sự đồng ý của hai bên gia đình và thông báo tới họ hàng, bạn bè bằng một lễ cưới. Lễ cưới ngày nay vẫn giữ được là một phong tục văn hóa trong hôn nhân nhằm thông báo rộng rãi về sự chấp nhận của xã hội và các bên thành hôn về cuộc sống hôn nhân. Giữ một lễ cưới đúng nghĩa vừa phù hợp với cuộc sống hiện đại, vừa giữ được những nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam là một điều rất cần thiết cho các bạn trẻ. Có thể thấy những thay đổi trong nghi lễ cưới ở các thời kỳ đều phản ánh quan niệm, tư tưởng và đời sống của giai đoạn đó. Ngày nay khi guồng quay cuộc sống quá nhanh và quá bận rộn, phần nghi lễ truyền thống trong đám cưới đôi khi trở nên dài lê thê với một số bạn trẻ. Nhưng tìm hiểu cội nguồn của các thủ tục cưới này sẽ thấy trân trọng hơn và biết làm tinh giản hơn mọi thứ mà vẫn giữ được những gì tinh túy nhất của đám cưới truyền thống. Chương mục Trang Văn Hóa đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.